là bài nhá. Hôm nay mình sẽ ôn hai thứ, một là tích vô hướng thuần túy, hai là tích vô hướng trong tọa độ. Ok, ha, à, hai thứ nha, hai thứ luôn nhá. Rồi, là bài mấy đứa. À, à, nếu như à, à, tuần sau nếu như mà mấy đứa kiểm tra giữa kỳ á, à, cái à, mấy cái đề cương ở trên trường á, mấy đứa mà có ôn gì đấy, có ôn tập đấy thì uh, bí chỗ nào thì cứ nói cho đó nhớ nhá à, hỏi cho đó ok chưa nhớ nhá nhớ hỏi hỏi bí chỗ nào thì nhớ hỏi rồi là bài nhá nào bài 1 bài một a à, uh, khi mà mấy đứa gặp bất kỳ uh, vấn đề gì nhớ nói luôn ok không lại hồn ôm một đằng ra một nẻo đó. đúng rồi đúng rồi đó. đúng rồi bích hợp lý luôn cấp ba nó vậy bích Nghe không welcome to cấp ba Ok, tùy trường. Tùy trường thôi, tùy trường thôi. Ví dụ như trường uh, để coi coi. À uh, tùy trường, thậm chí là tùy thầy, tùy cô nữa, tùy vào cái năm đó nữa. Uh, bởi vậy, bởi vậy tao hay khuyến khích tụi ấp 9 là 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 vào Nguyễn Du đấy. Tại vì uh, Nguyễn Du là một trong các trường mà ôn cái gì và thì ra cái đó. Trời vậy đúng hả? Gấp lại mẹ khỏi ôn khỏi ôn là là coi như là là nó nó ra cái gì nó, nó ra đằng nào thì mình cũng chết luôn đó thanh à, à con khỉ con ghê giờ gài không luôn à minh nhưng 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 mà gài là gài có ôn không có ôn những cái thứ đó không ý là vậy á à, gài nhưng mà có ôn những cái thứ đó không hay sao hay là không nó không ôn gì hết xong mà nó gài à thì tất nhiên rồi phải có cái gà cái không chứ đúng rồi coi coi không đúng rồi hợp lý rồi đúng hợp lý kiểm tra một tết thì cái thời gian nó sẽ dài hơn nó sẽ thoải mái hơn còn kiểm tra 15 phút thì ôi lại mẹ kiểm tra 15 phút thực ra 15 15 phút nó không có khó chỉ là mấy đứa bị tâm lý thời gian thôi chẳng có gì hết mấy đứa À, đơn giản mấy đứa chỉ bị tâm lý thời gian thôi, ok không? Ừ. cho nên nó là à, mấy đứa phải học có chắc vô cấp ba là vậy mấy đứa cấp ba là vậy mấy đứa phải học cho chắc cú vô một là một một với một là hai chứ không phải là một với một là à, à, một phẩy chín kiểu vậy à, nhớ lại học chắc cú mấy đứa rồi làm bài nhá làm bài cho các cậu, nha. tin rằng à, đầu xuôi đuôi lò hôm nay mà ngon lành thì là lần sau mình sẽ học ngon lành nhá, ừ. chứ nó thật đó là trời ơi tao Tôi, tôi 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 đang tôi đang nói mà à, tự nhiên à, có đứa bị này bị kia thì thật sự là khá là bực mình khá là bực mình ông mẹ thật sự như vậy nha à, rồi nào bài 1 cho tam giác ABC có AB bằng 2 BC bằng 4 AC bằng 3 tính à, tích vô hướng của vector AC và vector AB và tính cos của à, góc giữa vector AC và vector AB ok tính nha tính nha các cậu nha đâu nếu như mình tính tích vô hướng của AC với AB mà đi làm theo kiểu à chí nó vào rồi tuyệt vời à, alo alo à, chào chí chào chí trí nghe đồng chí chat chat ở bên uh, Google Meet luôn nha chí ơi chat bên đây luôn nha à rồi nếu như mấy đứa đi tính À uh tích vô hướng của hai thằng AC với AB theo định nghĩa ấy đấy nhắc lại tí nha à, thôi lại uh, chắc là quên nha yeah. nhớ lại tí uh, để coi coi AC nó có nhỏ quá không ta tao thấy có vẻ nó nhỏ Ủa, to mà ta to lắm á nào AC vẫn nhỏ ta Kìa. giờ tí nha tôi chỉnh tí Ủa, 21 luôn mà ta sau cây okay. à nhìn nhỏ xíu à ai ai Rồi. Tích vô hướng của AC và AB theo định nghĩa nó sẽ bằng AC nhân với AB và nhân với cos của góc giữa AC với AB ok em nhỉ AC và AB à. ok thế thì mấy đó thấy không mình đâu có cái góc này đâu đúng không nhỉ cho nên cái việc làm này nè làm cái trò này là thua rồi không làm được đơn giản thôi nhớ không, không? nhớ không nếu như tính tích vô hướng bằng định nghĩa thì tính như vậy và cần phải có cái góc giữa vector AC và vector AB à, Vậy thì mình đi làm vector theo kiểu uh, chèn điểm à, Đi chèn điểm nhá Đi làm này thua rồi Vết Nào đi chèn điểm vô Để coi coi Vector AC với vector AB cái gì Vậy thì uh, bây giờ mình có cái vector BC Vector BC là mấy đứa Nó sẽ bằng À bây giờ chèn con A vô. À, chèn con A vô mình sẽ có hai vector cộng với nhau. Vector BA cộng với lại vector AC. Ok em nhỉ? Bình phương lên là ngon. Bên trái bình phương nó sẽ ra BC bình phương. Bên phải thì nó sẽ ra một cái hằng đẳng thức. BA cộng với AC tất cả bình. Ok. Rồi. À, BC có rồi kìa, Thể vô 16. Thằng này bình phương lên thì nó sẽ bằng là Để coi coi. Hằng đẳng thức, khai triển hằng thức mình sẽ ra BA bình phương này cộng cho hai lần à, à vectơ BA nhân với lại vectơ AC và cộng cho AC bình phương. Ok. BA có rồi. AC đó rồi thế ngược vô là xong rồi đứa thấy không 16 bằng BA là nhiều hai chỗ này là 4 chỗ này mấy đứa cần phải đổi đầu ok không cần phải đổi đầu à, để mà nó ra vector AB đúng không nó đúng đề hợp lý không à, đổi đầu đổi dấu nhá trừ hai lần vector AB nhân với vector AC ok rồi, cộng cho AC, AC là nhiêu? 9, 9 này À, vậy đi, bấm máy thôi Bấm máy mình sẽ ra AB với AC nhân nhau AB nhân với AC Ok, bằng Bấm máy là có cộng Đâu? Bây giờ mình sẽ đẩy con 4, con 9 qua bên trái Nhớ lấy 16, trừ cho 4, trừ cho 9 Ok rồi đem chia cho trừ hai à, là xong trừ ba phần hai đây là a b nhân a c được không mấy đứa? À, chà nhớ chưa? Con đó thử thôi, có hai con thôi nó đi qua đi lại không làm được góc thì mình sẽ đi làm làm làm, làm hàng, hàng thức. Ok, thế rồi dễ lắm bây giờ từ cái à, tích vô hướng đó mình sẽ đẩy qua cái góc đó bằng định nghĩa đơn giản thôi bằng định nghĩa ta có ta có tích vô hướng của ab và ac nó sẽ bằng theo định nghĩa hồi nãy mới nói xong luôn ab nhân với ac và nhân với cos của góc giữa hai vector ab và ac thấy không nhỉ? đấy đây là định nghĩa tích vô hướng à, tích vô hướng của hai vector ok giờ định nghĩa đấy bây giờ cái này có rồi cái này có rồi thấy không nhỉ? này có rồi đấy thế hết toàn bộ vô mình sẽ tìm được cos của à, góc giữa hai vector ab và ac đơn giản thôi. À. Cơ bản đấy các cậu. Cơ bản đấy. A, B. A, C. Nó sẽ bằng. Bằng dễ lắm. Đúng không? Này. À, lấy cái tích vô hướng chia tích độ dài qua. Lấy A, B. Nhân cho A, C. AB nhân AC. Rồi, đâu? Trên tử là nhiêu? Trên tử là -3/2. -3/2 1/5. AB là um, 2 này. À uh, AC là 3 này. Bằng nhiêu đây? 6 1/4, ngon làm sao Đấy, tới đây ngưng rồi chẳng làm được gì nữa tại vì sao tại vì nó bảo tính cóp mà có bằng trừ một phần tư nè ngon lạnh được chưa nhà mấy đứa nhà ừ đấy anh nghĩ anh vào rồi đấy tuyệt bây, bây cần phải biết quan sát một tí chứ ừ. nghe tên cần biết quan sát một tí mới được nha à. nha à cái người tinh tế á, là người ta bước vào một cái quán cà phê và người ta không cần phải hỏi ơ anh ơi chị ơi bass wifi là gì không cần tại vì sao đơn giản lắm bass wifi người ta dán đầy ở trên tường mày thật á thật hoặc là bass wifi nó có ở trong đầu có ở trong cái bill ví dụ vậy đấy có hết hoặc là à, thôi thì khỏi wi wifi luôn trùng 4 giờ luôn cho nó khỏe ăn. rồi ơi ok chưa yeah. à rồi cô B nha Cô B nha Đấy, nhớ nha tính tích vô hướng của một a à, của hai vector thì mình sẽ có hai cách một là dùng định nghĩa đây dùng định nghĩa khi nào khi có góc góc giữa hai vector ok nếu như không có cái góc này thì mình buộc phải sử dụng hằng đẳng thức như vậy Rồi, cho nha nhá à, dễ lắm chèn đầu chung thôi chứ đâu nè nhìn vô AC AB đầu chung là đầu A chèn A đơn giản ok Cô B Cô B là các cậu ừ? Cô B gọi Y là trung điểm của AB J là điểm thỏa Vector AJ bằng 3 phần 2 Vector AC Tính mô, à, Tính tính tích vô hướng Của AI nhân với lại AJ Từ đó suy ra độ dài EJ yeah. Y chang luôn mấy đứa Nếu như mà mấy đứa à, Mình chưa ngắm á thì vẽ hình ra tí À, à, mấy đứa vẽ hình ra tiếng được Nhưng thực ra nếu mà Gặp cao thủ thì người ta chẳng cần vẽ hình Người ta cứ thế mình là làm thôi Cứ thế là chơi thôi Cứ thế mà tương thôi AB này C đây Y trung điểm AB Y đây Này thì tờ rung điểm AJ bằng 3 phần 2 AC C nghĩa là a để coi ac chiếm hai phần đấy ac chiếm 2 phần chia ac làm 2 phần aj nó phải được uh, rồi um, để coi coi aj nó chiếm 3 phần lực hợp lý không vậy aj nằm đây j nằm đây nè đấy bạn có thấy không đấy không khi mà vẽ hình á mà ai mà vẽ vẽ chưa thuần thục á thì tự nhiên bị vướng đúng không nên tao vẽ hình vậy thôi chứ khi mà đi làm bài chẳng cần phải vẽ hình vẽ gì hết đấy a 3 ba phần mọi người thấy ba phần không đấy một phần nè hai phần nè ba phần nè không chịu nữa nha đúng không AC chiếm hai phần ok bây giờ tính độ dài yj Đấy hãy khỏi nối luôn đấy. vẽ chơi chơi thôi mà rồi đây nhá để coi coi này nhá, mấy đứa thấy không nè. Đây. Có phải, có phải nếu như mình tính à, tích vô hướng của AI và thằng AJ thì nó sẽ bằng. Theo đúng công thức định nghĩa thì mình sẽ có lấy AI nhân với AJ. Đúng chưa? và nhân với cos của góc giữa hai vectơ ai và aj ok không hợp lý chưa à mà góc giữa hai vectơ ai với vectơ aj ấy mà đó là góc này nè có đúng không góc này nó cũng giống y chang góc giữa vectơ ab với ac không khác gì hết và đấy hợp lý không? Không khác một cái gì luôn. Cho nên mình có quyền chuyển cái góc này, chuyển cái cos này về cái cos này. Đấy, <laughs> đúng không? Y chang nha. Góc giữa hai vector này với góc giữa hai vector này là như nhau, cho nên là thì cos y chang nhau bằng nhau thôi. Đúng không? Ha. À. Mà AI, mày mà có thấy AI không? AI là nó bằng nửa AB. Đúng không? Y là trung điểm của AB. Thì AI bằng nửa B chứ gì nữa. 1 phần 2 AB. Một cái. AJ nó sẽ bằng 3 phần 2 AC. Mọi người thấy không nhỉ? Khi mà cái này nè. Đây. Để cho cái đống này. Để cho đống này thì mình gắn module vào đây. Module vector AJ. Nó sẽ bằng 3 phần 2 module vector AC. Đấy. Thì nghĩa là AJ sẽ bằng 3 phần 2 AC. Chứ gì nữa. Đúng không? 3 phần 2 AC. Mọi người nắm được không? không AJ bằng 3 phần 2 AC rồi bây giờ mình lại đẩy thằng cốt vào đây là xong um, cốt của góc giữa vector AB và vector AC Ok thế số là xong thế hey, hey, dễ rồi đúng không 1 phần 2 AB là 2 3 phần 2 Úi Thôi kệ Không sao hết à, AC là bằng AC bằng 3 rồi cos của AB với AC hồi nãy mới tìm được là trừ 1 phần 4 nằm trên đây này thế vô Đấy, bấm máy là xong trừ 1 phần 8 đúng không tập luyện tí mà nó sẽ làm được dễ lắm mới được hai nè hai này với hai triệt nè ba này Ê, sao trừ 1 phần 8 là bậy đó trời ơi tao bậy bạ rồi số 3 này phải nhân với số 3 chứ sorry Ủi giời ơi, 9 8 chứ. Sorry. Ba này nhân với ba này. À là 9 là đây. À hai này hai triệt rồi, hai này với bốn này là 8, trừ 9 bằng 8, xong. Đấy, bây giờ bấm máy vô tư. Được chưa? Có nghĩa là mình ráng làm sao mình đưa về cái cũ. Ok em nhỉ? Đưa về cái cũ. OK nha mấy đứa À, uh, trước khi qua cái tính uh, suy ra độ dài y có một cái thứ uh, để hỏi. Mấy đứa đang xem đang đang xem live á, là mấy đứa để màn hình full màn hình luôn hay là mấy đứa để uh, cái màn hình của bên trái nhỉ? À, có ai để full màn hình không? Có ai để full màn hình không? Khi để full màn hình mấy đứa có chat được không nhỉ? Hay là hay là mấy đứa phải um, sao nhỉ? Phải 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 tắt cái full màn hình đi rồi mới chat được. Hả à, mấy đứa. Có ai để full màn hình không nhỉ? Alo, có lẽ tụi bay không nghe gì hết nãy giờ trời. <laughs> alo 1 2 3 4. Nghe mấy đứa ơi. Coi vậy là không ai để full màn hình hết à? Alo. Ủa trời ơi. Alo alo, mọi người nghe không nhỉ? alo 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 mọi người nghe không nhỉ à ủa sao kỳ quá ta sao nó không có sao nó không tự động ấy ta à phải tắt đi à ờ à. đúng rồi google meet mà à ok à rồi ok nghĩa là mọi người không để full màn hình mà đúng không? có nghĩa là để cái kiểu này gì đúng không? mọi người để cái kiểu này gì? vậy nè để vầy xem gì đúng không? hợp lý không? có nghĩa là để có một cái cột bên đây gì đúng không? ok ok xong rồi xem đây à rồi rồi để tao biết để tao biết là tao 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 cần phải phóng to lên nữa tại vì tao mới để như vậy nè nó nhỏ lắm nó nhỏ xíu à nè lại hôn nhỏ xíu xíu à nó không thấy gì hết á tao thì tao biết tao phải phải phóng to nữa Được không phóng to mày thấy chứ tụi bay trời ơi tụi bay tụi bay ngày nào cũng dán mắt vào cái màn hình xong rồi lại mẹ nó 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 nhỏ xíu siêu siêu xong rồi mắt hư hết tao mắt tao hư mà huống gì mắt bay bắt của tao còn hư nữa thì tình rồi ok nếu mà xào điện thoại chắc là phải để full màn hình rồi tại vì nhỏ xíu à ừ rồi cô bé nha cô bé nha cô bé nha cô bé nha à, cô bé xong rồi cô y bây giờ tính độ dài y là mấy đứa tính độ dài y nha tính thôi tính thôi rồi coi coi thì thì tính ej dễ rồi mình uh, đã có cái uh, tích vô hướng của ai và AJ là bằng chiều chín phần tám rồi thì mình sẽ đi làm theo kiểu uh, hàng đẳng thức thôi đúng không làm giống hồi nãy con bc á nè làm giống này nè đây 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 là giống vậy nè Đấy à, là giống này nè ok em nhỉ thì mình sẽ tìm được độ dài ej đứa nha mày đâu nhá à nghĩa là mình sẽ đi chèn điểm A vào vector y chạy chưa chèn điểm A vào vector y chạy này bằng chèn điểm A vô y vector y đem nhân à cộng chứ cộng với vector A đấy xong rồi mình bình phương hai vế lên mới được không là tự nhiên ra y thôi Đó. bên đây sẽ là y bình phương bằng với bên đây nó sẽ ra cái hàng đẳng thức ia yeah. cộng với vector aj bình phương Được cho nhá rồi bây giờ thì khai triển thẳng thức thôi đó khai triển thẳng thức thôi ej bình phương này bằng với thằng ia bình phương đây là ia bình phương này đem cộng cho hai lần hai lần vector ia yeah. nhân với lại IJ thấy không nhở hãy lòi ra hết tất cả rồi cộng cho IJ bình phương ngon lành chưa mình đã thấy ngon lành chưa ừ. rồi vậy là mình sẽ đi um, thế số bằng IA bình Hồi nãy mình nói IA IA là bằng nửa AB Đúng không? Hợp lý chưa? Vậy mà AB là bằng 2 chia đôi là bằng 1 Vậy chỗ này ra một này Hợp lý chưa? một bình à, Thằng này là mình phải đi đổi dấu Tại vì trên đây là mình có cái con AI nhân AJ mà Chứ đâu phải là IA đâu, đúng không? Phải đổi đầu, đổi dấu đây mới được. Thấy không? Hợp lý chưa? Rồi đâu rồi dấu trừ 2 lần à, AI nhân với là AJ. Đấy. Thằng này AJ này là bằng 3 3/2AC. AC là bằng 3 nhân vào đây nó sẽ ra là 9/2. Phải không? 9/2 mà bình phương lên thì nó sẽ ra là 81/4. Ok. À Bây giờ mình lại thế một lần nữa là xong EJ bình nó sẽ bằng 1 trừ 2 nhân AI nhân AJ mới tìm được ở trên kìa mới đã thấy không nha Trừ 9 phần 8 Đấy Xong rồi Cộng cho 81 phần 4 Ngon lành Là kết quả thôi Cái calculator móc ra mà làm. 1 trừ 2 nhân cho trừ 9 phần 8 cộng 81 chia 4. 47 phần 2. Ok. Căn xuống một phát là ra EJ liền ngay lập tức. Căn 47 phần 2 thôi. Căn 94 phần 2. Ok. Có ai ra đáp án khác nhỉ? Mọi người có ai ra đáp án khác không? Nó vậy. Uhm, vẫn phải tắt đi hả? Ủa vậy là chỉ có bên À à không Vậy chỉ có bên face là nó hiện lên thôi à? Dạ vậy dạ. Bên face là nó hiện cái tin nhắn của người livestream, người đang coi stream ở trên cái màn hình livestream luôn. À, bên face nó hay ở chỗ đó. Còn bác đầu yêu này phải tắt đi. Rồi tiếp nha mấy đứa nha Bài 1 ngon lành chưa 12 nào Nào bự phóng bự nữa Bài 2 nào Bài 2 nào, nào Cho à, Điểm A 11 một một và điểm B tọa độ 68 Đây đây là tọa độ không khi mà đề cho tọa độ như vậy thì mình cứ làm bên tọa độ thôi tập trung hết toàn bộ vào tọa độ công thức tọa độ đâu lôi hết toàn bộ ra làm ok chưa nhớ nha nhớ nha à, tìm em m để tam giác mab vuông cân tại m à, tam giác mab vuông cân tại m nghĩa là sao về hình học á thì cái tam giác mab nó là như vậy đây Đấy, tam giác MB này. Nó vuông cân tại M đây. Chỗ này vuông nè, đây là M. Và nó cân tại đây luôn, nghĩa là cạnh này bằng cạnh này mới đó. Đấy, thế thôi, đơn giản. Không? Vậy thì đề nó cần cái gì thì mình cho đó cái đó thôi. Đề nó cần hai thứ. Thứ nhất là vuông ở đây. Được không? Thứ hai là cạnh này bằng với cạnh này mới đó thấy không? Hai cái nha. Làm cả hai cái là ngon. Được cho nha rồi, tất nhiên điểm M, điểm M của mình nó mới đó. Này. Bay khi mà khi mà đề nó cho tìm M thì bay làm ơn bay bay ví dụ như là à, bay lên trường đó mà gặp bài này á, à, rồi á, ông thầy ông thầy toán ông vẽ cái tam giác AMB vuông cân này như vậy lên trên bảng. Xong rồi ông bảo, ông bảo tụi bay lên bảng bay tìm M làm ơn bay đừng có lên bay khoanh cái M như vậy vô nha. Nha tao lại tụi bay luôn á tìm m nghĩa là sao tìm m nghĩa là tìm tọa độ của điểm m nhớ nha tao lại luôn mẹ ơi hồi đó tại vì tại vì sao tao 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 tao, tao nói như vậy tại vì hồi đó tao đi thực tập ở bên quý trí thanh đã có đứa nó lên nó khoanh như vậy rồi ôi má ơi tao hết hồn luôn <laughs> trời ơi mẹ ơi tao hết hồn luôn tao cứ tưởng nó cái cái thứ cái cái cái, 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 cái sự kiện nó nó chỉ là nằm trong một cái một cái vở kịch thôi chứ hiểu không ví dụ như là đứa nào đóng hài lên nó khoan vậy trời ơi lại mẹ thằng nó 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 lên nó nó khoan vậy thiệt luôn xong rồi đó, ông thầy liêm bố liêm bố liêm lúc đó đang coi đang coi thực tập tao xong rồi á không bảo ôm mày, mày 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 liều vậy mày liều mạng mày lên mày khoan vậy như vậy sau đó bảo tìm mơ thôi trời lại mẹ đâu luôn nó 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 nói đùa như thật luôn nó bảo tìm mờ thấy nè em tìm được rồi em khoan rồi nè thầy em tìm nó được, được mờ rồi trời ơi má ơi trời tao nói thiệt mà Trời Thiệt luôn mà 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 con bé con bé nó đó, đó Con bé nó lên nó khoanh một cái Nó có nghĩa là nó không có dỡ luôn nha Cái mặt nó rất nghiêm túc luôn nha Nó thiệt luôn á Mặt cực kỳ nghiêm túc luôn Thầy để bảo tìm mờ Trời em tìm ra mờ rồi Em khoanh cái chỗ đó cho thầy thấy thôi Lại hôn. Trời Trời ơi thầy Lêm Ông thầy Lêm ông, ông há mồm luôn Tao tao cũng há mồm tao tao ngồi dưới tao ngồi dưới với thằng bạn tao, thằng bạn cùng đi thực tập của tao à, Trời cả hai thằng há mồm với chỗ thiệt luôn á Khó đỡ thật luôn á Trời ơi, nhớ bà bay ơi Trời ơi, bay đừng lên bay khoanh phát nha, thiệt, tao luôn á Thiệt luôn, tao ta, ta không biết trốn ở đâu luôn đó bay <laughs> Tao lạy luôn á Thế tình Tìm em nghĩa là đi tìm tọa độ điểm em mà Nhớ chưa Hoàn độ bao nhiêu Tung độ bao nhiêu Ok chưa Khổ Ừ à, hè, quá hè luôn nói thiệt á Thế tình điểm điểm tọa độ chưa biết hoàn độ tung độ chưa biết hết hợp lý chưa bây giờ mình sẽ đi làm hai cái thứ nhất cái chỗ đó vuông cái chỗ em mở vuông vuông nhớ lấy trong tọa độ khi gặp vuông thì nhớ tích vô hướng sẽ bằng không nhớ nha trong tọa độ mà thật trong thuần túy cũng vậy thôi tích vô hướng của hai vectơ vuông góc với nhau sẽ bằng không nhớ nha cụ thể trong bài này cụ thể trong bài này là Vector MA nhân với vector MB là bằng không chứ gì nữa hợp lý chưa à, rồi à, thế thì thôi mình quay lên đây mình đi tìm à, à, hai con vectơ MA với MB đi hợp lý chưa à, quay đây tìm nhá MA MA bằng hay là bay tìm AM cũng được à, vô tư MA bằng lấy sau trừ trước cho mấy đứa nha Lấy tọa độ sau trừ tọa độ trước Cụ thể là lấy điểm A Trừ M Điểm A đâu 1, 1 kìa Điểm A 1, 1 kìa 1 trừ X Với lại 1 trừ Y Ok không Rồi tiếp tục Vector MB Bằng Lấy tọa độ sau của con B Trừ con trước 6, 8 6 trừ X 8 trừ Y được chưa nhỉ? Theo công thức tọa độ của tích vô hướng là gì? Hoàn nhân hoàn cộng tung nhân tung. Ok chưa? Nè, hoàn nhân hoàn cộng với tung nhân tung. Ok nhỉ? Nào phán. Đơn giản thôi, đi phán thôi, hoàn nhân với hoàn cộng tôn nhân với tôn bằng không xong một cái cứ để đó khỏi nhân vô kệ đó lát nhân vô sau rồi chưa vậy là mình làm được một cái rồi bạn thấy hợp lý chưa ngon lành chưa bây giờ mình sẽ làm cái trò mà hai thằng bằng nhau ừ, hai thằng bằng nhau mà bằng với mb hay là Nói khác đi, MA bình bằng với MB bình đi cho nó chết. Tại sao có con bình phương lòi ra đó vậy? Tại vì khi mà mấy đứa ghi MA, thì đấy là mô đun của vector MA. Được chưa? Vậy quay lên đây, đi tìm mô đun vector MA. À, còn nhớ công thức không? Hay là quên bố rồi. Mô đun của một vector là bằng hoàn bình phương cộng tung bình phương căn ra căn hoàn bình 1 trừ x tất cả bình cộng với tung bình 1 trừ y tất cả bình Được chưa có biết tại sao dưới đây có bình phương chưa nhờ tại vì sao trên đây có cái căn này nha đúng không mình ghi bình phương đây lát nữa bỏ căn luôn khỏi ghi căn cho nó khỏe đấy có bao thứ hay ho chị hết đấy vec, à, uh, của vector MB bằng một lần nữa hoàn bình cộng tung bình căn ra đâu 6 trừ x tất cả bình này đem cộng cho 8 trừ y tất cả bình ok rồi quay xuống đây làm đúng chưa quay xuống đây mình sẽ cho cái ruột trong đây Bằng cái ruột trong đây thôi. Bỏ hết canh đi. Ok. Nào. Work thôi. Đâu. Bạn có thể khai trị hàng đoạn thức luôn cũng được. Cỡ nào mình cũng phải khai trị. Đúng không? Sao nhỉ? 1. 2 x. x bình. Cộng. 1. 2 y. y bình. Bằng với. Ở dưới. 36. 12 x cộng với x bình 864 trừ mười à, 16y cộng y bình ok. Ôi giời xuống dòng rồi. Xuống dòng à. Khó nhỉ. Đấy thì xuống. Rồi, tiếp nào. Đi uh, chuyển hết tạo bộ một vé cho nó khỏe. Này, nếu như mấy đứa để ý mấy đứa sẽ thấy bậc hai là mất hết rồi ở bên trái có x bình ở bên phải có y bình mất hết rồi được không bây giờ mình sẽ đẩy x qua bên trái nhá. đây trừ 12 x này đẩy sang đây với lại trừ 2 x này là còn 10 x còn y y đâu y bên này trừ 16 y này chuyển sang bên trái với lại trừ 2 y này sẽ được là còn 14 y đấy à, hệ số tự do hệ số tự do nhiều ta bấm máy rồi nhá cho nó khỏe nha lấy bên trái trừ bên phải thôi một nè một nè hết rồi hai trừ cho bên phải Đó rồi 36 à, 64 mình chuyển sang bên trái mà đúng không trừ 98 một xấu thế xấu như ma lem vậy rồi vậy là từ cái chỗ này với là chỗ này mình sẽ lập thành một cái hệ ok chưa à, lập một thành một cái hệ phương trình ta có hệ viết cái hệ ra uhm, trời nhìn kìa khủng chưa một trừ x 6 trừ x Trời trời dài thế 1 trừ y, 8 trừ y, bằng 0, 10x, cộng 14y, trừ 98, bằng 0, dài dạ thôi, dài dạ vậy làm sao nói dễ nhỉ, ừm, Cái, cái hệ này mình phải thế rồi nè. Một là thế x, hai thế y. Bây giờ đi thế x hay thế y nha. Thực ra thế x, thế y cũng, cũng vậy. Đó. Hay là mình đi thế y nhá Y bằng nha. à, y bằng nha. Thế nào nó cũng vậy à. Gần như nó chẳng có khác được mấy. Đâu, thế nha. Bây giờ y nó sẽ bằng, nào mấy đứa nè chuyển trừ tín 98 này qua bên phải. 10x này chuyển qua bên phải luôn. Rồi chia hệ số 14 qua. À, 98 mà chia 14. Thì được 7. À. 1 x 1 y. Ủa chứ không phải 1 x 1 y à? chỗ nào chỗ nào chỗ nào chỗ này à chỗ này à chỗ này à, à? bất ủa sau trừ trước lấy tọa độ điểm a trừ tọa độ điểm m điểm a là một một điểm m là x y thì không phải là một trừ x với một trừ y chứ là gì đó. À, ok không? Tương tự chỗ này lấy sau trừ trước. Lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm M. B là 68 nè. Trời thì là 6 x với 8 y. Có khi con đó là công thức. <laughs> đó là công thức, đó là công thức. Tôi Cô bay hỏi khó đỡ thì hay lắm các cô thiệt tình hay lắm các cô công thức là như vậy công thức tính tính tọa độ của một vector nối giữa hai điểm thì mình sẽ lấy điểm ở sau trừ điểm ở trước nhớ chưa công thức rồi ơi tụi bay công thức thiệt tình công thức đó các cậu ai ủa sao, sao mày lên vậy con hả tụi bay định thật á một đứa hỏi mà nó hỏi trúng tim đen của mình luôn hay thiệt trời ơi hay quá con bạn mình con bạn mình đúng là theo kiểu mà hero luôn anh hùng của mình luôn lại mẹ tôi, mình đang thắc mắc chỗ đó tại thế quái nào mà ông thầy ông ra một chữ x với lại à, một chữ y ở đó nha à, mà à, con con bạn mình nó hỏi ngay chỗ đó luôn đúng luôn à, quá đúng luôn trời ơi con bạn đúng là tuyệt vời thật xong rồi bắt đầu á hả à. xong rồi tao bắt đầu tao bắt đầu tao 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 nói đi á à. đâu mình đâu có hỏi đâu bạn mình hỏi mà đứa nào hỏi á ừ không anh kiểu gì vậy thiệt tình đứa nào hỏi vậy tao lại tụi bay what <laughs> lại nghe đây nghe đây làm ơn làm ơn làm ơn tụi bay bớt cái việc nhờ đi trời ơi đứa nào hắc mắc cái gì ngay lập tức hỏi nha 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 họ lên nhá trời ơi tao 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 nè nó bay thiệt nha tao bay đừng hỏi à, à tao bay đừng hỏi đám của trí rồi đăng rồi đứa nào đấy ơi nha à, à, chắc là được coi coi nên hỏi ai nhỉ nên hỏi à, trong lớp này nên hỏi ba đứa một đó là chú nghĩa hai là chú trí ba là chú đăng chà còn ai nhỉ tao có kể thiếu ai không ta chắc không nhỉ 3 ba, ba cái anh chàng đó là học tao sớm nhất trong lớp này Là học từ lớp 8 Lớp 8 nha Trí nha Lớp 8, lớp 7 nha Không nhớ Lớp 7 luôn hả? Ủa, lớp 7 luôn hả? Gắt vậy? Thiệt vậy? Lớp 7 luôn hả? Trời sao mình không nhớ ta? Lớp 7 luôn hả? Lớp 7 Ừ ờ, đúng rồi Đúng rồi Lớp 7 Hàng chí là học mình lớp 7 Hợp lý Hợp lý rồi Đúng rồi Rồi Đúng 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 rồi học trung bình bình đúng rồi rồi vậy nghĩa là anh chí là nó học nó học sớm nhất trong tất cả trong trong lớp này luôn á chí nó học lớp 7 với tao học lớp 7 luôn mày tôi bay từng hỏi nó coi là, là là, là là khi mà học với tao là có nên hỏi ông lại hồn tao chịu bay luôn á làm ơn học bất kỳ một cái gì nha à, học bất kỳ một cái gì mà thắc mắc hỏi đừng ngại tôi bay làm ơn đừng ngại hiểu không trời ơi hiểu không mà mai, 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 mốt bay cũng vậy Đúng không? mai mốt bay ra đời bay làm cũng vậy bất kỳ một cái gì cứ hỏi à, ví dụ như bay thấy là à, mình sắp chuẩn bị mình hỏi ngu á thì ok mình mình chặn đầu người ta trước à, chú ơi con hỏi ngu cái một một bằng mấy ví dụ vậy được chưa được chưa ok chưa nha à, rồi ơi thì người ta quá lắm người ta à, người ta cười một cười mỉm cười một cái xong rồi người ta chỉ mình thôi chứ có gì đâu bay Đúng không? Bây phải hiểu này. Bây phải hiểu nè. Cái người lớn tuổi á, cái phản xạ trong con người người ta á bây. À, là cái gì? Là người ta rất là thích dạy. <laughs> hiểu không? Người ta rất là thích dạy. Thích chỉ này chỉ kia, bây hiểu không? Đó cái phản xạ của ta, bây chỉ cần lựa lời bây hỏi đàng hoàng là ok, là người ta người ta người ta chỉ bây hết. Đó cho nên làm ơn đừng ngại. Ok chưa? Vô tư đi nghe chưa nghe chưa vô tư đi khổ bay quá cứ ngại 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 ôi giời ơi hỏi mà còn phải nhờ người ta hỏi giùm mình nữa là sao bánh thiệt tình Nga. rồi tiếp nha trà sữa gì vậy mày tao lao bây giờ nghĩa <laughs> trà sữa gì đây thì đó lúc mà học off lại mày mày mà đi mày mà đi trễ tại vì mày mua ba cái trà sữa với ba vận hồi đó giống như là hàng tú với con lam là mày ăn dép vào đầu cho con nha thịt tình đó à rồi làm tiếp nha làm tiếp nha làm tiếp nha ôi trời ơi tự nhiên hôm nay tao mới phát hiện là tụi bay ngại hỏi trời ơi làm ơn các cô à các cô có cậu à đừng ngại hỏi nha đừng ngại hỏi à, mặc dù là chúng ta chưa gặp mặt nhau à, à mình chỉ gặp nhau qua một cái tấm hình ở trên mạng thôi nhưng mà thôi có gì đâu mình ngại hỏi trời ơi bay học với tao cũng phải à, m cả tháng chờ rồi What Đời nào thành công Ôi trời ơi mua chuột với tao Có hiệp mua chuột tao thì mày đưa vàng cho tao cho cho rồi Đúng không Đưa vàng 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 vàng, gì nhỉ Vàng SJC á Đấy, đưa vàng tao tao thì mới mua chuột được tao chứ đi mua trà sữa trời ơi, tao ghét nhất trà sữa trên đời tự nhiên mua chuột tao bằng trà sữa ui trời ơi Ôi, rồi tết nào tết mày ơi Ui trời ơi tiếp này tiếp này Bây giờ mình sẽ đi um, Cái gì ta à, Đi tính y đúng không ta Đúng rồi đúng rồi Nãy dừng ở đây nó tính y nhá Đẩy trừ 98 qua bên phải 10x này đẩy sang bên phải luôn Chia hệ số 14 qua Vậy thì mình sẽ có 98 chia cho 14 Thì bằng 7 Đúng không nha 98 chia hệ số 14 qua này à. Thì bằng 7 Vậy chỗ này là 7 này 7 trừ cho Lấy 10x này chia cho 14 Chính xác là trừ 10 á Trừ 10 chia 14 Thì sẽ được là trừ 5 phần 7 Trừ 5 phần 7 chúng ta Trừ 5 phần 7 đúng rồi Trừ 5 phần 7x Được chưa bay Rồi Đi thế cái cục này nè Lên chỗ này với lại chỗ này. Được chưa? Đó cách làm dễ nhất đó thì ta cách làm mà nó nó ngon lành nhất á. Nào, thế lên mấy căn kia giữ nguyên hết lại. Sao? 1 y hả? Vậy nghĩa là -8 à -7 chứ, chữ -7 cộng cho 5/7. X. Bên này, ôi trời ơi, sao nhìn nó khủng khiếp vậy? 8 y. 8 trừ y nghĩa là um, trừ cho 7 cộng 5 phần 7 x bằng 0. Rồi, giải cái phương trình này ra là xong. Thấy không? Giải rất dễ, nhân hết toàn bộ vô. Quốc hết toàn bộ vô. Rút gọn hết toàn bộ lại. Bấm máy là xong. À, ví dụ đây là phương trình số 1 đi ha. Đấy, giải riêng số 1 ra nha. 1 tương đương. Nào, à, nhân vô 6 này, bao nhiêu ta? Trừ x, trừ 6, à, trừ 1, trừ 6, là trừ 7, trừ 7x, cộng x bình. Rồi, chỗ này, ui dồi, chỗ này phải rút gọn lại một tí hả, để ghê quá. À, này là trừ 6, cộng 5, phần 7x. Cái này là 1 cộng với 5 phần 7 x bằng 0. Rồi, uh -huh. uh -huh. làm thôi. <laughs> Đấy, nhìn nó hơi khủng khiếp. Nhưng mà lát nữa mà nó... Mình rút gọn một kịch một cái là nó ngon lành thôi. Chứ có gì đâu. Cộng cho thằng nhanh vô nha. Trừ 6 này. Gì nữa À, thằng này mà nhân với thằng này là trừ 30 phần 7 Trừ 30 phần 7 x à, Cộng với 5 phần 7 x Rồi cộng với 25 phần 49 X bình Bằng 0 Đấy lúc gọn lại thì chơi xuống dưới luôn Ngon lần rồi Đâu Bình phương này bác này 25 chia 4, 49 cộng 1 vô 74 phần 49 x bên ấy à, bậc à, bậc nhất đây trừ 7 này nhiều nữa trừ 30 phần 7 nhiều nữa cộng 5 phần 7 trừ bảy bảy phần bảy à trừ bảy bốn chứ ôi trời ơi trừ bảy mươi bốn phần bảy x rồi hệ số tự do sáu trừ sáu mất bố rồi ô hết rồi hay quá mất hết rồi bằng không mày hả bưởi mày hả bưởi tìm được x rồi Đấy. bấm máy thôi là xong nha. 74 chia 4 này trừ 74 chia 7 không 7 với 0 Úi dồi sướng chưa x bằng 0 hoặc là x bằng 7 quá sướng Đấy. Ê, đừng ghi vậy đừng ghi vậy bây ơi ghi vậy rất là dở ghi ngoặc vuông cho nó sướng ghi ngoặc vuông nó hay hơn Đây. x bằng 0 hoặc là x bằng 7 x bằng 0 thì phán y luôn Hồi nãy mình nói nè y bằng 7 trừ 5 phần 7x nè bạn thấy không Thế x bằng 0 lên đây là cái cục này nó mất rồi Còn số 7 thôi Y bằng 7 Đấy ok chưa Ở à, dưới đây Dưới đây y bằng x bằng 7 mà đẩy lên đây bấm máy nha 7 trừ 5 phần 7 nhân với 7 bằng 2 y bằng 2 được không mấy đứa vậy là mấy đứa có hai bộ x y là xong rồi đúng không đó Ủa thì mục tiêu của mình là tìm x y mà mấy đứa thấy không nè mục tiêu của mình là đi tìm x y nè thấy không đấy thì ra em rồi cái loạn vô vậy m là 07 hoặc là m là 72 nó làm ra Ừ ok chưa yeah. coi lại coi Đấy, coi lại coi. Ủa sao đăng nó ao 4 rồi bây? Chú đăng đâu rồi, chú đăng ao rồi. Không biết có vấn đề gì không? Mấy đứa nãy giờ mấy đứa có thấy giật không mấy đứa? Không anh ơi. À bình thường hả? đang ao ta <laughs> Tuyệt vời Ủa đã đôi cũng hộp nè Ủa số kỳ gì Ủa Thanh ơi Thanh ơi Thanh Thanh bị văng ra hay là sao vậy Thanh à tao hết hồn tao tưởng mày bị văng nữa chứ <laughs> ok ok tao bay tao bay tao bay hù tao không rồi ủa hay nhờ bay bay học bay học khác lớp nhau mà bay lại biết nhau hay nhờ bay bay học cách nhau một lớp mà bay lại biết nhau à chắc biết nhau từ hồi cấp 2 nhỉ ừ ok cho chung được từ cấp 2 rồi thấy nhỉ và cùng một trường luôn hả rủ nhau vào cùng một trường định nha hay đấy hay đấy các cô rồi tiếp nha Ủa sao tự nhiên nó vậy trời tiếp thôi Bài 3 này Úi dồi bài 3 này hơi mệt đấy Tao khổ mày Rồi bài 3 có vẽ mình sẽ vẽ hình cho mấy đứa cho nó ngon lành mấy đứa Chứ không vẽ hình thì rất là khó làm Nhìn khó lắm Cổ ghê Ok. Rồi. Lời bài 3 nha. Cho tam giác ABC có H là trực tâm. Nếu như mà ai quên á, trong trường hợp ai quên á thì nhắc lại này, H là à trực tâm vẽ trực tâm thế nào thì đi vẽ hai đường cao nhá. nha, nha các cậu. Đi vẽ hai đường cao ra hai đường là đủ rồi, không cần ba đường đâu. Mà ai đó, à, à, theo theo gì nhỉ? À, theo phong cách của à, cô Bích ấy thì à, à, thì mình có thể nói là nếu mà ai mà ngựa ngựa ấy thì có thể à, vẽ ba đường cao cũng được. Ok. Nhưng mà thôi đừng vẽ ba đường cao, tôi lại. Rườm rà, rắc rối. Đơn giản là tốt nhất đường cao thứ nhất AH này, cao thứ hai nè, à, cắt nhau tại H, à, cắt nhau tại H thôi. OK. H nằm đâu giờ? H nằm đây. Rồi M trung điểm BC. OK. M trung điểm BC tính MH nhân với MA, chà tính tích vô hướng theo BC. BC bằng A. Cho BC bằng A à, ngon nhỉ. MH nhân MA hả? À? Ừ. Nối cũng được, mà chẳng nối cũng được, vô tư mày đó. Mày nối cũng được, mà quay không nối cũng được. Nối vui vui thôi cũng chắc không cần đâu. Ghê chưa, MH nhân MA. Nhìn căng chưa? Để coi coi làm thế nào đây MH nhân m a hả à con m mà mình có em m trung điểm các bạn mấy thấy không mình có em m trung điểm mà. vậy thì m a bay vô làm m a là tự nhiên mình có một cái hệ thức trung điểm ở đó Bài thấy không mấy thấy hệ thức trung điểm không thấy hệ thức trung điểm chưa M ui mất bố cái vector rồi ơi vector sao mày thấy hệ thức trung điểm chưa hệ thức trung điểm này khi m là trung điểm của bc mới đó khi m trung điểm bc thì mình sẽ suy ra m A. nó sẽ bằng 1 phần 2 MB cộng với lại MC. Nhớ chưa? Nè, M là trung điểm của B, C. Được chưa nhỉ? Thì cái điểm A là cái điểm thứ thứ tư nó chọc vào cái điểm bất kỳ nó chọc vào à, thì vector ma nó sẽ bằng 1 phần 2 vector mb cộng với vector mc nhớ cái hệ thức trung điểm này dùm Ok chưa? Yeah. Tương tự như vậy. Bắt trước nào. Bắt trước để ra mh cho mấy đứa. Đâu rồi? Đây. Vector mh là bằng cái gì? Đó. À. Vector mh là bằng cái gì mấy đứa? M -a. Uh, uh. Sorry, sorry, tao lộn, tao lộn rồi, tao lộn rồi, tao sai rồi bây giờ Tao bậy rồi bây giờ, tao bậy tao bậy đó, Trời ơi, bậy bạ, bậy bạ Vector MA Thì nó phải bằng vector, 1 phần 2 vector BA cộng với BC mới đúng Ui trời ơi, sorry, tao lộn rồi BA Cộng với BC mới đúng chứ Tại vì sao, tại vì À, à không không, CA mới đúng, CA tại vì con a là con thứ ba mà đúng không con a là con thứ à, con con a là con thứ tư chứ con a là một cái điểm bất kỳ chọc vào à, à, ừ đúng rồi con a là một cái điểm bất kỳ chọc vào nó phải chết ở cái vị trí sau này Đấy, nằm chết ở vị trí sau này còn m là trung điểm của bc Đấy, m là trung điểm bc đấy như vậy Đấy, vậy đúng vậy đúng rồi bắt trước mh bằng cái gì vector mh mh bằng bằng gì 1 phần 2 thằng nào trong mặt này là cái gì đó. thằng nào cộng với thằng nào đây mà trước nào bắt trước nào vector mh bằng 1 phần 2 vector nào cộng vector nào come on bây hãy đấu trung điểm ấy thằng nào bắt nào mấy đứa Đó vector mh bằng 1 phần 2 vector nào cộng vector nào ui trời ơi hai đứa chung đều mà mày cũng không nhớ à b BH h cộng c sao tụi bay ấn lộn hoài vậy bay thiệt tình <laughs> <laughs> khổ ghê nó ấn lộn hoài rồi đây nè bay con h này nè là cái con uh, cái con điểm bất kỳ nó chọc vào nó đang ở à nó đang ở đằng sau nè. Cho nên bên đây nó con h nó cũng nằm ở sau luôn, bên đây con h nó cũng nằm ở sau luôn, đúng không? M là trung điểm của BC cho nên chỗ này sẽ là BH phải chưa? Chỗ này sẽ là CH, nhớ chưa? Có nhớ hệ đối trung điểm chưa? HB cộng HC. Ô con BH cộng cho CH chứ. Nè mấy đứa ơi, đừng làm ngược nha, đừng làm ngược nha. H này nằm ở đằng sau Nó là điểm bất kỳ chọc vào Thì nó nằm đằng sau Thì bên đây nó cũng phải nằm đằng sau Bên đây nó cũng phải nằm đằng sau luôn Được chưa? Nhớ chưa? Cái cái chiều vector rất quan trọng đó nha Bây giờ đi nhanh vô thôi kìa Thấy không nhỉ? MH Đem nhân với lại MA Thì nó sẽ bằng hai này nhân nhau Đúng không? Với hai này nhân nhau bay 1 phần 2, 1 phần 2 nhân với 1 phần 4 nhân thôi ba này cộng ca đem nhân với bên đây bh này cộng với ch ok chưa nhân hết vô được nhân hết vô luôn bằng bằng đâu à, được rồi rồi một phần tư nào nhân hết vô nha BA nhân BH trời nhiều ấy không biết đâu. BA nhân với lại BH cộng với BA nhân với CH cộng với CA nhân với BH cộng với CA nhân với lại CH. Đấy. mấy đâu có để ý không ừ, có để ý không có hai cái tích vô hướng bị mất rồi có thấy không có hai cái tích vô hướng bị mất rồi một là cái này thằng này mất b vector ba nhân với vector ch là mất tại vì sao nó mất vậy nó bằng không Tại vì sao hai thằng này nhân với nhau bằng không vậy? Tại vì hai thằng này là vuông góc. Bạn thấy không? Tại vì H này là trực tâm của tam giác ABC. Cho nên CH sẽ vuông với AB. Được không nhỉ? Học lý chưa? Mà hai con vuông góc thì nó nhân vô bằng không gì nữa. Đây, biển. một cái. Tương tự như vậy là mình sẽ có thằng này mất luôn đúng không? CA vector CA nhân với vector BH sẽ bằng 0. Tại vì hai con này là vuông góc. Đấy, hai thằng này biến rồi. Thằng này chắc không biến đâu tại vì làm sao hai thằng này vuông được, thằng này cũng vậy, đúng không? Còn hai này nhá. Đấy, có thấy sướng chưa? Thấy cái bài nó sướng chưa? 1 phần 4 nhân cho vector BA nhân vector BH cộng với vector CA nhân vector CH. Ok. À, hai này còn lại nha. Mấy đứa có thể ghi ở đây nè. Tại vì tại vì BA vuông góc với CH là một với lại CA vuông góc với BH. Đấy. Vì cái vuông góc này cho nên hai thằng này là vứt bằng 0 nhá. Ok chưa? Bằng tiếp nào. Rồi, bây giờ xử lý hai này nha. Chà, bây giờ mình cần tính cái cục này theo BC mới được. Theo BC. Úi dồi ôi, theo BC. Theo BC. Theo BC thì thôi mình lòi, mình làm lòi ra con BC đi. Mình sẽ chèn con C vào đây. Để nó lòi ra con BC tương tự như vậy bên đây mình sẽ chèn con b vô để nó lòi ra bc được không ok không à làm quốc nhá quốc nào chèn vô u uh, nhiều đấy không biết đâu vuông hoặc vuông đi chắc cũ vậy chèn bc vô thì mình sẽ có vector um, bc này đem cộng với ui uh, trời ơi miệng nó nói c mà tay lại ghi A mới chết chứ cộng với vectơ CA thấy không nhỉ? Có thấy không mấy đứa? Chèn B vào đây, à, chèn C vào đây mấy đứa, chèn C vào đây. Đem nhân cái cục này với lại BH nhân BH ghi lại thôi. Rồi cộng với bên đây chỗ này mình sẽ chèn B nè mấy đứa? Chèn B vào đây nhá. Chèn B vào đó thì mình sẽ có vectơ CB cộng với vectơ À, ba à, đem nhân cái cục này với con ch rồi nhân hết vô nhân hết vô là ngon đâu ui rội nhiều thế à, vector bc này nhân vector bh này một cái cộng vector ca nhân vector bh cộng vector CB nhân vector CH cộng vector BA nhân vector CH thấy không? Có thấy à, có thấy con nào bị triệt không nhờ? Rồi rồi. Ui con này bị triệt rồi mấy ơi. Ui giời, sướng chưa. Con CA nhân với BH bị triệt rồi. Tương tự thôi. Tại vì BH nó vuông góc với AC Con này triệt bằng 0 nè Đấy Rồi tương tự như vậy con này bị triệt luôn Vector BA nhân vector CH cũng bằng 0 luôn Hai con này bị triệt nha Hai này bị triệt nha Vậy chỉ còn con này với con này thôi Đấy ngon chưa Bằng 1 phần 4 Đâu Bây giờ con này với con này đấy Hai con này là cái chỗ này nó bị đối mới được Thấy không à? chỗ này là CB chỗ này là BC bị đối rồi bị đối rồi rút dấu trừ chỗ này ra để nó giống nhau đơn giản vậy thôi rút đối trừ ra nhá đâu à, vậy là vector BC nhân vector BH trừ rút trừ nha trừ vector BC ở đây nhân vector CH đấy có thấy khoái chưa à. thấy khoái chưa root bc ra root bc là a hi hi liền luôn root bc là trong ngoặc nó còn gì vector bh trừ cho vector ch ui mà nếu mà mình đổi đổi đầu đổi dấu chỗ này nè thì sẽ ra quy tắc ba điểm hay chưa quy tắc ba điểm thấy quy tắc ba điểm chưa hey, hey. thấy ngon lành cho ông bay à. ghê không thấy ghê không thấy quy tắc ba điểm là khoái liền khoái, khoái khoái chạy nước miếng liền vector bc à vector bc trong đây quy tắc ba điểm nào quy tắc ba điểm là các cậu bh cộng cho hc ghê không bh cộng hc nó ra bc bây cái này nó ra bc mà vector bc nhân với vector bc ở chỗ này á thì nó ra bc bình phương 1 phần 4 BC bình phương Mà BC nó bằng A kìa đề cho Cho nên rốt cuộc cái này nó ra bằng 1 phần 4 A bình hết bài khoái chưa Được rồi này hai điều quan trọng nhất trong bài này là gì thứ nhất hệ thức trung điểm để cho trung điểm là làm ngay lập tức ngay lập tức nghĩ đến ờ à, lát nữa rất có thể mình sẽ làm hệ thức trung điểm. Đúng không mà là lát nữa là sao nè, nó không ngay từ đầu là mình đã làm hệ thức trung điểm rồi bay. Đúng không, ngay từ đầu luôn á chứ lát nữa gì nữa. À, rồi, cái thứ hai mấy đứa cần nhớ trong bài này là gì? Khi hai vectơ vuông góc với nhau thì tích vô hướng bằng 0. Được chưa? Ok chưa? Đấy à, hy vọng bài này à, bài này nếu mà đi kiểm tra tự luận á, thì mới có sự kiểm cho trắc nghiệp chẳng có đâu anh kiểu cho trắc nghiệm mà bay ngồi bay biến đổi vậy á, chắc mà có đến test à, có đến test luôn á thiệt á kiểu à, làm làm tự luận á, thì mới có bài bài cũng cũng khó, tương đối khó à, tương đối nó, nó dài vào. tương đối dài dòng ok em nhỉ được chưa rồi này này một phút sợ bài nha Một phút sợ bài nha các cậu Rồi ok Thời gian chạy như Chó chạy ngoài đồng vậy Thả một con chó ra ngoài đồng rồi, Bắt đầu nó cắm cổ Cắm đầu nó chạy Chạy như điên Thế là hết bố nó một phút rồi Làm tiếp nào Bài số 4 chưa cả có ai có bê nhá nào làm vui vui bài số 4 nào bay tọa độ đề cho tọa độ điểm a 33 điểm b chừ 1 chừ 5 điểm c 6 6 câu a tìm d để tứ giác abcd là hình bình hành nào rồi nhắc lại một tí chỗ này tứ giác abcd là hình bình hành ấy thì nó ra được như vậy này Đâu rồi vẽ cái hình bình hành ra vui vui coi đây đây hình hình đây bài a b c d ok à. thì rõ ràng là mình sẽ có cái vector ad bằng với vector bc ok không vector ad bằng với lại vector bc đây là cái thứ mình cần làm này khi hai vector bằng nhau thì hoàn sẽ bằng hoàn tung sẽ bằng tung ok chưa nhớ nha rồi nhưng mà trước khi làm cái đống này nè thì mình cần phải đi chứng minh điểm a điểm b và điểm c nó lập được thành một cái tam giác đã rồi ăn tính nhớ nha à, đụng đến hình mình hành là coi thử coi đề nó đã cho sẵn tam giác chưa ví dụ cái đề là cho tam giác abc Đấy, điểm A và điểm B và điểm C vậy thì thôi mình khỏi làm. Nhưng mà đề nó cho đã rồi là nó cho vậy á, à. nó đâu có nói tam giác tam biết gì đâu. Cho nên mình phải đi chứng minh nó lập thành tam giác bằng không cùng phương. À, các bạn nhớ không cùng phương chứ nhỉ. Điểm A B C nếu như mà muốn thẳng hàng á thì vectơ AB nó phải cùng phương với vectơ AC. Còn nếu như hai vector đó không cùng phương thì tụi nó sẽ không thẳng hàng hay nói khác đi tụi nó sẽ lập thành tam giác. Ok chưa? Đi làm không cùng phương thôi. Đi tính hai vector AB với AC. Vector AB là bằng Này. Sau trừ trước nha các cậu nhá, tới vector lấy điểm sau trừ điểm trước nhá. À, vậy là trừ 4, trừ 4 với lại trừ 8, đúng không? Tới vector AC. Lấy sau trừ trước luôn. Sau lần nào? Sau là thằng C, lấy C trừ cho A. 3 đây này, Trừ -9 đây này, ok chưa? Hợp lý chưa đi làm không cùng phương nào tích chéo ha có nhớ dụ tích chéo không ta có lấy trừ 4 này nhân cho trừ 9 có thấy chéo không lấy trừ 8 nhân cho 3 ở đây được chưa trừ 4 nhân trừ 9 chắc chắn là nó khác rồi trừ 8 nhân 3 khác rồi chắc chắn luôn đúng không khi khác nhau như vậy tích chéo mà khác nhau như vậy đẩy đến cái việc không không cùng phương vector AB không cùng phương với lại vector AC ok chưa khi không cùng phương thì sẽ lập thành một tam giác suy ra ba điểm A này B này C này lập thành một tam giác rồi cho nhà tự động mà biết làm cái cục này vào trước khi làm hình bình hành nhớ chưa nếu đề không cho tam giác ok cho các cậu bây giờ làm mà hình bình hành nè như đã nói mình sẽ đi làm vector a bên ad với lại vector bc vector bc chưa có buồn nha bị tính vector bc rồi. vector BC sau trừ trước sau đâu sau là con C lấy C trừ B 7 7 với lại là trừ 1 7 với lại trừ 1 ok tính vector AD luôn lỡ rồi đúng không thì à, mình nhắc đến vector AD là phải tính nó chứ sao vector AD lấy sau trừ trước đúng không con D là XY được không đứa con D tọa độ là xy nha à, cái này chắc tự hiểu nào chắc không cần phải ghi ra đâu mới đó nha à, không cần phải ghi ra đâu cái này tự hiểu rồi không cần phải ghi ra ai muốn ghi ra cũng được bộ tư lấy uh, x trừ cho a là nhiêu a là ba này y trừ 3 ok chưa nhá Đấy. bây giờ mình sẽ làm cái trò là cái gì hoàn bằng hoàn tung bằng tung Đúng không? hoàn bằng hoàn tung bằng tung tại vì sao hai vector bằng nhau vậy hai vector bằng nhau suy ra hoàn bằng hoàn và tung bằng tung abcd là hình bình hành xoay vector ad bằng vector bc được nhỉ suy ra hoàn bằng hoàn tung bằng tung như đã nói nào vậy nghĩa là 7 à không x 3 bằng 7 chứ gì nữa y 3 bằng 1 thế <laughs> hợp lý chưa Ê tự làm bây ơi ráng làm sao tự làm nha nghe hướng dẫn rồi làm phải không tự làm là ngon nhất thôi hả à, tao nói thiệt á bay Bây cứ ngồi bay sửa vô thì à, khó mà tự làm được lắm rồi cứ ngồi sửa vô xong rồi tao làm sai á tại vì tao đâu có thể thành thánh đâu đúng không rõ ràng nhà thằng thánh với nhau tí đi tao có phải thành thánh đâu đúng không làm một ngàn bài tao phải sai một bài đúng không sai bài rồi trên đó xong bắt đầu mọi người sửa hết vô thì à, amen amen cả đám x bằng 10 y bằng 2 được chưa? Khi có XY rồi, phán tọa độ điểm D luôn. Vậy. Vậy cái vô tọa độ D là 10 với lại 2 xong bài. Được không bây ơi? Con làm hết chưa? Con làm chưa? rồi à, vậy thì thôi mình sẽ tạm nghỉ đây nha mấy đứa nhé à, tạm nghỉ đây à, có vẻ học cái Google meet này nó ổn đấy à, thì mai mốt mình theo nó luôn nhá rồi. rồi chào tạm biệt tất cả mấy đứa nhé